chúng con thành tâm bái thỉnh thầy kính mời toàn thể đại chúng đồng chắp tay niệm phật cầu gia hộ. mời đại chúng đồng ngồi. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính bái bạch thầy. Hôm nay nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 115 trải qua một thời gian do sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, à, chúng con tạm xa nơi ngôi già Lam Tu viện Tường Vân. Hôm nay à, được thầy cho phép chúng con trở về để tham dự khóa tu một ngày an lạc Giờ phút này toàn thể hành giả chúng con hướng tâm về Pháp Tòa để thành kính đảnh lễ cùng thỉnh Thầy ban bố một thời Pháp Thoại nhân khóa tu chiều hôm nay cho hành giả chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường học Phật thành kính cùng thỉnh Pháp âm của Thầy Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc Lời đầu tiên trong buổi chiều nay, chúng tôi xin nguyện chư Phật gia hộ cho các vị tinh tấn đi trọn thời gian còn lại và thật sự an lạc. a di Đà Phật Chương trình của Phá Tu mình á, thì thực hiện cũng gần như là chương trình thi đường lên đỉnh Olympia ừ. à, Buổi sáng thì chúng ta bắt đầu sao? À, khởi động rồi à, tiếp theo là tăng tốc bắt đầu giai đoạn tiếp theo nữa khó khó chút là vượt à, chướng ngại vật bây giờ đến giai đoạn là gì ờ à, về đích Mà không biết về có nổi không sao thấy lết hết trơn rồi qua một giai đoạn vượt chướng ngại vật buổi trưa với chiều hôm nay là cảm thấy đuối rồi không tôi mong rằng là các vị đủ sức tinh tấn sau khi vượt qua chướng ngại vật rồi thì bây giờ còn lại thời gian về đích cho nó trọn vẹn. Chứ tôi thấy hình như về đích là các vị bắt đầu lai rai bỏ cuộc hơi bị nhiều. Cho nên mai này trong cái chương trình sinh hoạt khóa tu á, tôi sẽ điều chỉnh lại nội quy là tôi không để 13 giờ mở cửa cho những người nghe pháp buổi chiều nữa. Mà tôi đóng luôn cho tới 4 giờ. à. Xưa nay tôi để cái nghĩa giàu út ăn nghèo út chịu Nhưng mà tôi nghèo hoài cho nên tôi thấy thiệt thòi Cho nên bây giờ là tôi quyết định là chương trình tiếp theo Là các vị nào cảm thấy rằng mình rất là khó để đi trọn trong một ngày Thì các vị sẽ sắp xếp cách nào đó cho nó được trọn vẹn Còn bằng không thì chúng ta ở nhà để ban tổ chức sắp xếp một buổi rất là cực khổ nhưng sau đó rồi nó bị uh, lu bu trong cái việc sắp xếp trở lại cho nên các dạng đường đầu voi đuôi chuột buổi sáng ngay ngắn ngon lành nửa giờ thì cũng còn được được Chiều thức dậy cái là hơi bị xê dịch rồi sau cái giờ sám hối buổi chiều cái là, là tôi thấy giảng đường nó không còn cái gì á loan lỗ nó giống như trái bắp mà hả nó y chang như trái bắp mà nó có hộ không đều rồi các vị à. có những khi nào các vị thấy cái loại bị lựa bắp mà các vị lột ra đó có những trái nó hột nó không đều, nó nó hàng này nó nó đâm qua hàng kia rồi hàng kia nó chống dọc cái dài dài cái nó có dài hột tiếp theo à, tôi thấy bắt đầu là sao giờ sám hối trở lên là có là thấy nó giống giống trái bắp như vậy ừ. tôi sẽ lưu ý với toàn ban tổ chức và bên ban thư ký đó là coi điều chỉnh lại trong cái nội quy đồng thời là ban bảo vệ sẽ giữ chặt tấm lòng. <laughs> trừ ra có một trường hợp gọi là quá bất đắc dĩ hoặc là thậm chí như là bệnh tật thì mình mới có thể giải quyết. còn tất cả dạng lười biếng thì mình cho một lần cho biết à, lười hả lười hả cho biết lười cũng phải ở. <laughs> sợ chưa <laughs> xin thưa thì uh, sau một cái uh, thời gian giãn cách xã hội chúng ta cũng bắt đầu quay trở lại với các cuộc sống sinh hoạt bình thường các khóa tu chúng ta cũng lần lượt quý phật tử sắp xếp thời gian để trở về đây tham dự đó là một cái điều rất may mắn riêng tôi thì uh, chịu trách nhiệm buổi giảng buổi chiều và mỗi một bài giảng tôi sẽ gửi gắm đến các vị với uh, một vài ý tưởng chiêm nghiệm để tu hành thì trước khi tôi chia sẻ các vị bài giảng hôm nay tôi tâm sự với các vị một cái email mà cách đây vài hôm tôi nhận được và tôi muốn các vị cùng với tôi để giải quyết vấn đề này như thế nào giữa lý và tình cho nó hợp lệ email với nội dung như thế này có một anh chàng quen với một cô gái bán hoa và anh này thì ban đầu đến với cô mang cái nghĩa là ăn bánh trả tiền nhưng anh diễn tả lại rằng là trong tâm trạng anh lúc nào cũng thật sự là rất là khi dễ cô trong khi cô là người rất là dễ mến và chiều chuộng nhẫn nhịn mọi điều nhưng mà càng nhẫn nhịn và càng chiều chuộng chừng nào thì anh này càng khi dễ sâu hơn thì trong suốt cái thời gian trong mối quan hệ đó thì anh này thường dùng những lời kích bác hoặc là nặng nhẹ, khó nghe nhưng cô ấy vẫn bỏ qua và không để lòng. Thì đến một lúc, một anh này có đề nghị cô này là để gặp nhưng tự nhiên là cô này lại chối từ. Sau 4 ngày đề nghị vẫn không có được đáp trả và lúc đó anh này mới dở lời mắng nhiếc và trong đó có một số những lời là đe dọa thì sau khi cô này nói là cô không còn hợp với anh nữa cô đã đến với một người khác và vì vậy là mối quan hệ đã chấm dứt thì anh này cảm thấy trong lòng bị tự ái tức tối khi dùng những lời đe dọa thì cô kia mới nói rằng là để thưa anh này ra công an thì anh này xuống nước và năn nỉ cô Sau khi năn nỉ thì cô này bỏ qua chuyện đó Nhưng mà khi bỏ qua rồi thì anh này ấm ức Bắt đầu nuôi trong lòng Thì anh này muốn gài một người Mang căn bệnh HIV Để trả thù và Vì anh này biết câu này như vậy như vậy Cho nên là tìm người gài vô như thế Đồng thời phương án thứ hai của anh là anh sẽ thực hiện một việc tạc axit cho cô này tàn đời vĩnh viễn thì trong lúc lưỡng lự trong các vấn đề đó thì tình cờ anh nghe được một vài cái bài giảng của tôi và anh phân vân giữa cái quyết định đó và khi nghe những lời Phật pháp á, anh nói là xưa nay anh không có để ý thì anh thấy có một cái gì đó cởi mở hơn nhưng mà phải nói là cơn tức tối vừa ghen mà vừa tự ái mà vừa cảm thấy là cô không đáng mà láo với mình đó cứ là nó bị nhồi ở trong đầu hoài như vậy vì vậy cho nên anh nói là anh quyết định là xin tôi một lời khuyên nhưng mà phải nói là trong lòng anh vẫn chưa nguôi được cái việc đấy là phải trả thù thì trong cái trường hợp mà tôi là người được xin lời khuyên thì các vị sẽ hỗ trợ tôi như thế nào trong câu trả lời này nếu mình cho rằng cái chuyện này chuyện đời rùi bu không cần bận tâm tới thì đôi khi nếu sự thật diễn ra thì mình cũng thấy mình có một phần ở trong đó tức là mình cứ xem như mình tu thì những việc này nó không phải là cái việc chính đáng và nó cũng không dính líu đến mình tại sao để nó bận lòng thì xin thưa cái ý đó nó cũng đúng nhưng mà nghĩ lại về thế gian thì chúng ta lại bỏ qua một vấn đề mà đôi khi phật pháp có thể hóa giải được cho nên tôi nhiều khi thấy mình lâm vào trong những cái hoàn cảnh mà để trở thành người mà nhiều chuyện giống như bà tám á. nếu tính ra ở bên ngoài nó giống như là dạy chuyện ai đâu đâu tại sao mà mình phải can thiệp nhưng cái này không phải xuất phát từ sở thích nhiều chuyện mà phải nói là để làm giảm bớt nỗi đau thương quan trái và những tội ác nếu thiếu đi một lời khuyên thông minh, tế nhị và nhất là đầy trí tuệ của Đạo Phật thì sẽ làm các việc nó lại là quan trái nhiều hơn. Vậy mình nói mình tu vì lợi ích trong cuộc đời nhưng có những cái lợi ích trước mắt thật sự mà chúng ta lại làm ngơ thì phải đánh dấu hỏi lại. Cho nên tôi cũng phải trầm tư suy nghĩ cái vấn đề này và tôi cũng có những cái lời khuyên một cách tốt nhất. Thì trong lời khuyên đó Thứ nhất là tôi nói rằng là giữa hai người không có một lý do để ràng buộc. Cái này ăn bánh và trả tiền khi nào không ăn nữa thì không trả tiền. Tại sao phải tức tối? Ví dụ bây giờ mình đến cái người nào đó mình mua bánh mà ngày đó họ hết bánh rồi. Hoặc họ nói họ bán cho người khác rồi không lẽ mình đá cái xài họ. Mình không đặt cọc thì thôi chứ. Thứ hai nữa là tôi muốn nói là đàn ông mà đe dọa phụ nữ là hèn nhát và nhỏ mọn anh không có phải là phản ánh cho đúng nghĩa của một người đàn ông đàn ông thông thường thứ nhất là người ta tha thứ cho phái yếu thứ hai là người ta đứng ra bảo vệ kẻ yếu còn anh đây anh lấy cái sức của đàn ông và anh nghĩ ra thủ đoạn để anh trả thù cho một người thuộc về phái yếu như vậy anh chưa xứng đáng với một người đàn ông và tâm anh nhỏ mọn như vậy chắc chắn trong cuộc đời anh không bao giờ làm được việc gì quan trọng có ý nghĩa cho anh và người thân là điều chắc chắn điều nữa tôi muốn nói rằng nếu anh làm ra việc này sự thật cô ấy có thể tàn đời nhưng mà anh chẳng có được một cái lợi ích gì mà hậu quả vấn đề này anh càng tồi tệ hơn thay vì mọi việc anh dừng lại tại đó cuộc đời còn lại mình làm một cái gì đó cho ý nghĩa hơn hoặc là rút bài học kinh nghiệm từ các vấn đề trước đó để thời gian còn lại sống có ý nghĩa cho mình và cho mọi thứ còn nếu không anh gây quan trái này anh không bao giờ chạy khỏi lưới trời lồng lộng nhưng mà không sót một mảy lông và khi anh trả giá vấn đề này thì anh ân hận và đau khổ thì cái đó làm được gì nữa và hậu quả là chắc chắn phải xảy ra không có cách nào khác hơn thầy khuyên ảnh nên mở rộng lòng bao dung và chấm dứt mọi thứ tại đó khi mà thầy chia sẻ trong đó có nhiều lời khuyên thì lúc đó bản thân tôi rút ra được một bài học ngay cái suy nghĩ ra mọi thứ ban đầu không là vấn đề nhưng bắt đầu trở thành những vấn đề nguy hiểm hơn ở chỗ là bắt đầu tạo ra quan trái cái việc này chúng ta hay nghĩ mình đúng cho nên dẫn đến những cái quan trái Để cho mình được hả giận Từ những tự ái Những sự kiêu ngạo và nói thẳng ra Từ tham vọng vô minh Và si mê của con người Đã dẫn đến nhiều hành động Nguy hiểm và đáng sợ Cho nên không có cái gì mà Đương nhiên khi khổng khi không Từ trên trời rớt xuống Dân gian chúng ta có một câu nói rất là hay Không có lửa Đúng không? À, như vậy thì dân gian chúng ta có một câu rất hay không có lửa thì làm sao có khói nhưng mà đa phần ở đây chúng ta không bao giờ thấy rằng là mình là người châm lửa đó mồi lửa đó hay là mình là người tạo thêm tăng thượng duyên cho cái lửa đó mà đa phần là chúng ta đổi thừa vì vậy để giải quyết vấn đề này nó tốt hơn trong tư duy của người con phật chúng ta tôi xin chia sẻ với đại chúng bài giảng hôm nay với chủ đề oan trái từ nơi mình một câu chuyện hỏi để cần sự giải đáp của tôi nó phản ánh cho rất nhiều điều trong xã hội cái này chỉ là một phần rất nhỏ nói là phần nổi của tảng băng chìm thì cũng là quá khiêm tốn nó chỉ là một hạt cát trong một cái sa mạc thôi trong xã hội hàng trăm ngàn triệu các vấn đề trên thế giới này còn thực tế trong một cái phản ánh xã hội nhỏ chúng ta cần nhìn nhận như thế nào mọi thứ quan trái xảy ra trong cuộc đời đều có những lý do của nó tại chẳng qua là chúng ta không đủ trí tuệ để xoay thấu mà thôi Oan trái chúng ta được hiểu là những cái gì không như ý Làm chúng ta bực mình, khó chịu, đau khổ, vất vả Chúng ta đều xem đó là quan trái Ví dụ bây giờ khi không khi không có con cha nào đó tự nhiên nó đeo mình Mình không thích nó, thậm chí mình cũng chả biết nó là ai Nhưng mà nó cứ nhắn tin rồi nó tìm cách rồi nó tặng quà rồi nó thế này thế kia Bực mình không? Hả? Một số người không thích cho nên chúng ta cảm thấy điều đó khó chịu Và cái đó có phải quan trái không? Như vậy thì mình hay đổi thừa rằng á, Cái thằng cha đó vô duyên À phải không? Cái không dính liếu gì cho tự nhiên cái Làm cho tôi thấy cảm thấy mệt mỏi, khó chịu Như vậy cái khó chịu này Chúng ta cho đó là do người khác gây ra Có phải không? Vậy thì bây giờ thật ra có phải là tự nhiên người khác gây ra hay không? Ủa sao hàng trăm ngàn người nó không chọc tự nhiên chọc mình? Tôi nói với các vị nên là để không phải là mình đừng cho rằng tại tôi đẹp trong đó tôi mới là bị, bị người khác chọc, không hẳn. Chắc chắn rằng nếu nhìn vào tuệ giác Phật Pháp chúng ta thấy rằng mình cũng là chiêu ghẹo thế này thế khác trong một đến nhiều đời vậy đó tôi chỉ nói vậy thôi rồi nhiều vấn đề để chúng ta giải quyết đúng không rồi ngược lại có những người thật lòng chúng ta đeo đuổi nó nhưng mà nó lại là quăng những lời khó nghe hoặc nó có thái độ khó chịu với mình mình lại bị dội những gáo nước lạnh nhưng mà tại sao mình bỏ không được Đây là vấn đề thứ hai Vấn đề thứ ba Trong những cái gia đình đôi khi á Nó là một cái địa ngục trần gian Những người sống trong một gia đình rất là đau khổ Nhưng mà không có cách nào thoát được Và chúng ta hận người này Chúng ta ghét người kia Chúng ta khó chịu người nọ Bằng những cái thái độ là có những khi biểu lộ ra có những khi kìm nén trong lòng quyết lòng tìm giải pháp nhưng càng tìm giải pháp nó càng dính lại nó càng sâu kết lại và nó càng không cho mình cái lối để có thể chạy đi và mình đổi thừa là những cái người này quá ác với mình những người này quá tàn nhẫn với mình những người này thế này thế kia và mình tìm cách trốn chạy nhưng không thể trốn chạy được và làm sao để giải quyết vấn đề này thì cái này tôi sẽ chia sẻ cho các vị sẽ thấy rằng phải hiểu ra được nguyên nhân vì sao đôi khi chúng ta mong rằng nó chết đi chết càng sớm càng tốt cho tôi đỡ khổ nhưng mà sự thật nó không chết nhưng mà đến khi hết khổ cái nó chết <laughs> lúc mà mình muốn nó sống cái tự nhiên nó chết nó lạ vậy đó chứ hoặc là nó không thèm theo mình nữa các vị không có trả lời được Nhưng mà bực không Tức không Giận không Đau khổ không Vậy thì những cái đó Nó có phải là quan trái không Vậy thì quan trái ai cũng muốn giải Nhưng tại sao giải không được Rồi Trong những trường hợp Chúng ta cũng sống rất là tốt Ăn uống tốt Đời sống mọi thứ tốt Nhưng tại sao Chúng ta lại bệnh cà ghê cà ghê cà ghê hoài hết đi bác sĩ này đến bác sĩ nọ, bác sĩ nói mình không có bệnh. Hoặc thậm chí có bệnh nhưng mà không đáng, nhưng mà tại sao chúng ta rất khổ, rất mệt mỏi, rất đau. Hoặc thậm chí ta là người sống tốt nhưng mà lại mang bệnh nan y. Đó, cho nên hồi trưa này có một cô mà than giảng tôi về điều đó. Con đi bác sĩ khắp nơi, bác sĩ nói con không có bệnh gì mà sự thật với thầy, con rất là bệnh. Tôi hỏi bệnh gì? Cô này nói là cái gì trong người con con cũng thấy nó bệnh hết á. À. Cho nên bây giờ con xin thầy cho con một cái lời khuyên tu hành như thế nào để con giải quyết vấn đề bệnh này. Tôi nói muốn như thế nào chiều ở lại nghe bài pháp đi. Con nói bây giờ gia đình con gấp về quá cho nên là con không có ở lại tới chiều được. Thì tôi nói thôi không được rồi mai mốt nghe sao. Thì tôi cũng chia sẻ một cách nhất định nào đó Trong thời gian cho phép Cô nói là còn đi cúng nhiều chùa Thì tôi nói với các vị Có những điều mà mình không muốn Nhưng mà tại sao nó lại diễn ra Mình thấy mình cũng không đến đổi nào Mình cũng không ăn nhậu Không chơi bời Không sống quan phế Nhưng tại sao con người mình vẫn có những cái bệnh tật Mà Chúng ta không có câu trả lời Có những người trí thú làm ăn thật sự nhưng tại sao không thành công thất bại liên miên tại sao mình cũng có sự lương thiện mình làm gì đó trong cái cuộc sống của mình nhưng mà tại sao bị trở ngại hoài như thế cuộc đời mình cũng muốn có những cái thành công nhất định nhưng sao bao nhiêu nỗ lực nó lại là cố khỉ hoàng cố khỉ như vậy quan trái ở chỗ nào cái lỗi lầm ở chỗ nào tại sao cuộc đời mình không giống như cuộc đời những người bạn mà mình từng thấy Nó cũng làm giống mình Tại sao nó lại thành công Mình cũng làm giống nó Tại sao mình không thành công Và bao giờ trong cuộc đời mới thành công Hoặc là cả đời này Số phận mình như vậy Không thể thành công được hay sao Đây là những điều Mà chúng ta cần phải chia sẻ đó là những cái tôi nói với các vị Cái nào đem đến những cái sự bất như ý Không từ mong muốn của mình Mà nó vẫn diễn ra như vậy Tôi cho đó là quan trái ví dụ có những người không là thân thuộc gì hết, nó mượn tiền hoài, hoặc nó nhờ mình hoài, hết cái này đến cái kia, mà mình chạy không được, à. rồi mình nghĩ rằng tao có dính líu gì mày đâu, tao đâu có hứa hẹn gì mày đâu, tao cũng đâu thiếu nợ mày gì đâu, sao mày theo tao mày đòi hoài vậy Nhưng mà có những cái nó vớ vẩn vậy đó không biết tai bay quả gửi từ đâu không biết cái mối liên hệ từ đâu nhưng tại sao bao nhiêu người trong đó nó không lại làm phiền làm phiền mình có khi nào các vị trả lời cái đó không hay là tại mình dễ thương quá nó làm phiền hả ừ à, có, có những lúc mình nói cho nó đã tức cái chắc tao dễ thương lắm cho mình mày làm phiền tao có phải không xin thưa các vị muôn vàng thứ trong cuộc sống ừ. mà tôi muốn nói với các vị là Người học Phật làm sao để giải quyết được? Đừng nghĩ rằng chúng ta chối bỏ là giải quyết được. Tôi đố các vị chối bỏ đó. Những người nào đã từng trải qua kinh nghiệm trong cuộc đời, từng muốn vứt bỏ đi những cái khó chịu, những cái bực tức, những cái thấy ghét này, thấy đáng giận này, nhưng mà các vị thử kinh nghiệm trong cuộc đời có thành công không? Ai là người thành công giỏi cái chuyện này đâu, đưa ta lên tôi có ít người coi. Hử? <laughs> không có một cánh tay Nhưng mà tôi biết các vị bắt đầu cũng hiểu ra được vấn đề Sau những lần đau thương đó Và các vị mới hiểu một chút ít triết lý đạo Phật Để ứng dụng giải quyết các vấn đề Không có chuyện gì là không có nguyên nhân Nhưng mà nó không có ràng buộc là nó không giải quyết được ân quán tình thù Cho nên tại sao từ thương yêu trở thành thù hận Nó phải có ràng buộc thương yêu Nó mới giải quyết trong vấn đề thù hận được Vì không có ràng buộc đó Không ai có thể giải quyết được Tôi nói một phần nhỏ trong cái bài giảng Mùi vu lan vừa rồi các vị nào nhớ Hả? Tôi giảng cái bài giảng là ân quán gia đình và trong đó tôi có nói người xưa có nhắc một câu là vô quan trái bất thành phu phụ có phải không câu này nếu chúng ta hiểu rất rõ là vì có ràng buộc trong vợ hoặc chồng và ràng buộc trong một cái trách nhiệm nào đó chúng ta mới có thể giải quyết được các vấn đề ân quán không thể giải quyết khơi khơi với người giữa đường được Đầu tiên nó phải có cái gì đó Tự nhiên cái sau bao nhiêu người Nó không bị tiếng xét ái tình gì đó Mà nó xét ngay mình Xét chưa chắc là tốt Mà cái xét đó cũng chưa chắc là xấu Có những cái xét Dẫn đến phải trả ân tình Nhưng mà có những cái xét Quán phải trả Cho nên những tiếng xét Đem đến hạnh phúc nhất định nào đó Nhưng mà có những tiếng xét nó còn thê lương hơn thà xét đánh thật tri tôi chết một cái cho xong ừ. Có phải không xét đánh thật cái anh rồi chết xong khỏe hiểu không chứ đâu có để mà nó đánh hàng ngày chịu đời không nổi sao cả cuộc đời thê lương như thế cho nên người ta mới nói vô quan trái bất thành phu phụ bao nhiêu người nó không nhắm nó nhắm ngay người đó nó nhắm ngay anh đó nó nhắm ngay chị đó nó nhắm ngay ông đó nó nhắm ngay bà đó vì vậy khi mà được nhắm đến đầu tiên Chúng ta phải thật sự tỉnh táo Nhất là người có tu học còn bằng không mà Nó chưa đánh đã xỉu rồi Thì cái đó phải chịu thôi Đừng có sống như giống như xương Diệu à Với những kẻ mới vờ duyên hứa hẹn Tôi cũng cho trọn vẹn cả linh hồn Diễu cợt như vậy là bỏ mạng cho vỗ tay Nếu đứng về góc độ của triết lý Phật giáo Đức Phật dạy cho chúng ta Phải nói là rất là chính xác trong mọi thứ Chúng ta chỉ là những thành phần rất nhỏ Trong một vũ trụ được chằng chịch với nhiều thứ Mà chúng ta không biết Đâu là đầu, đâu là mối Đâu là khởi điểm, đâu là chung cuộc nói như một tổ nhện như vậy quán về nhân duyên nhân quả nghiệp báo rồi chúng ta mới thấy rằng phải nói tất cả mọi thứ không có gì là tự nhiên à. cái gì nó cũng có lý do của nó cho nên khi mà nó có những cái dấu hiệu biểu hiện như vậy đó là phát tác của nghiệp mà chúng ta cần phải để ý nếu không để ý chỗ này nghiệp thì không thể trốn chạy Tôi đố ai có thể trốn chạy được điều đó Người có trí phải thấy rất rõ Hạnh phúc chúng ta sẵn sàng đón nhận Thì khổ đau đến Cũng phải tìm cách để mà chấp nhận khổ đau như thế nào Cho khôn ngoan Đừng hòng vứt cái điều đó cho bất cứ một ai Nhưng mà con người chúng ta là vậy đó Cái gì tốt, cái gì thích, cái gì hạnh phúc thì Thì gom vào Còn cái gì mà Nó dở, nó xấu, nó tệ, nó khổ đau Thì muốn vứt cho người khác Ừ. cuộc đời đâu có những cái vô lý và bất công như vậy. Ừ. Chúng ta tham làm quá, ừ. chúng ta chỉ muốn được mà không bao giờ muốn mất. Nhưng mà có cái gì mà được mà không mất không? Ừ. Hít vào thì phải sao? Còn tham quá hít vào mà không thở ra đi. Hả? Cứ hít vào mà không thở ra đi. Ăn vào thì phải. Còn tham quá ăn vào mà cứ muốn giữ, giữ đi Đó là sự thật đó các vị Mọi vấn đề khi khổng khi gông mình bị chỉ trích, bị du cáo, bị thị phi Cũng không có cái gì là tự nhiên Tôi tự nhiên tôi làm gì mà nó phải chửi tôi à, Tôi làm gì mà nó phải biêu xấu tôi Tôi làm gì mà nó phải là chỉ trích tôi tôi không làm gì thì thật sự mà nói mình không thấy mình làm gì nhưng dĩ nhiên là những cái mình đã làm mà mình quên đó tôi có nhớ một câu chuyện ngày xưa có một vị học trò thì khi vị học trò này có mặt trong một cái trường hợp ta mất trộm và cuối cùng là làng bắt cái vị học trò đó để mà tra khảo để hỏi là anh có phải là người ăn trộm đó không thì sau khi tra khảo đủ điều rồi thì cuối cùng anh này không phải là kẻ trộm cho nên được thả thì khi được tha thì anh này về gặp thầy mình mới nói với cái vẻ tự đắc thầy biết không hôm nay con bị bắt quan con không có ăn trộm nhưng mà không biết lý do gì đó làng lại bắt con và tra khảo con đủ điều nhưng thật sự con đâu có ăn trộm cuối cùng con được tha trở về đây à, thầy thấy con là thật sự là người rất là tốt nhưng mà bị quan không thì nói nghe ngon lành lắm nhưng ông thầy đè ra mày cúi xuống và ông thầy đập cho một trận thì cái người học trò không có hài lòng cái cách xử sự của thầy mới nói với thầy rằng là thầy đúng ra thầy phải mừng chứ thầy dạy con không tham và con sống cuộc đời không tham cho nên là trong một trường hợp như vậy con bị bắt quan như vậy để chứng tỏ rằng là con là người không có tham Thầy vui mừng về điều đó Chứ tại sao là thầy phải đè con xuống thầy đánh Thì ông thầy ông mới nói rằng Tao không phải đánh cái tội mày ăn cắp Mà tao đánh mày có cái dáng ăn cắp <laughs> Tức là mày có cái dấu hiệu biểu hiện của ăn cắp Người ta mới bắt mày ừ. Sao tại sao nguyên cái làng đó Người ta không bắt ai người ta bắt mày ừ. Các vị thấy không Một câu chuyện cười một câu chuyện vui Nhưng nó rất là thâm thúy Chắc chắn rằng con người chúng ta có một nghiệp gì đó Để nó biểu hiện sự tương đồng Có những người bản chất họ không có dê Nhưng mà họ biểu hiện ra bên ngoài Ủa mình nhìn mặt giống dê quá ta Đó là biểu hiện của nghiệp Đã từng như thế nào cho nên chắc chắn rằng dù hôm nay đã được chỉnh đốn nhưng dư báo trong tất cả các thứ nó vẫn còn Vì vậy tu học là cái cách mà nhìn lại mình Và điều chỉnh mình một cách tốt nhất Và có trí tuệ nhất để giải quyết các vấn đề Nghiệp chướng tốt nhất không còn cách khác Các vị nên nhớ Không phải khi không mà Đức Phật bị nhức đầu Không phải khi không mà Đức Phật bị cái nạn kim thương mã mạch Nhưng mà Đức Phật là người hiểu vì sao không? nhưng mà các vị có hiểu vì sao không à các vị chỉ hiểu được giai đoạn ngắn thôi giống như sáng nay tự nhiên bị gì bị tào tháo được thì các vị có suy nghĩ lại là do cái gì mà mình bị này không nhưng mà mình sẽ hiểu do cái gì mình bị cái này là vì mình nối kết được nó vì nó rất là gần nhưng mà nếu nó xa hơn chúng ta không thể nào nối kết được vì không đủ trí tuệ không đủ túc mạng để có thể nhận được, được ra là quá khứ chúng ta đã làm gì vì vậy mọi vấn đề xảy ra với đức phật đức phật bình thản không đức phật không kêu trời không kêu đất không than giảng trời ơi tại sao tôi bị như vậy trời ơi tại sao tôi bị cái kia sao tự nhiên quan cho tôi vậy này trên đời đức phật chưa bao giờ có tiếng đó dù điều quan trái nhất trong cuộc đời của đức phật xảy ra đức phật vẫn bình thản để giải quyết các vấn đề vì thứ nhất Đức Phật sẵn sàng có thể chịu thai quan trái của người ta để người ta bớt khổ Do một lý do nào đó Thứ hai, Đức Phật là người hiểu rất rõ nhân tố nào để dẫn đến ân quán này Cho nên Đức Phật hiểu rất rõ Bản thân Ngài không bao giờ có những cái than vãn Ngài chịu đựng bất cứ điều gì đều có lý do trong thời kỳ Đức Phật có một vị tỳ kheo Vị tỳ kheo này bị cái nghiệp gì không biết Nhưng mà đi khất thực đến đâu cũng bị người ta chỉ trích Thậm chí là người ta nhạo bán và người ta không cúng dường thì khi hỏi ra thì mới biết rằng là những vị kia thấy rằng là Vị tỳ kheo này đi khất thực nơi nào cũng có thấy một người phụ nữ đi theo phía sau lưng cả Nhưng mà bản thân vị này hoàn toàn không thấy Nhưng mà quần chúng thấy, mọi người thấy Cho nên người ta chỉ trích ái ố và người ta không cúng dường vị này rất là đau khổ cho nên về thưa hỏi với đức phật là con làm điều gì sai trái nhưng mà tại sao con đến đâu cũng bị sự chỉ trích và ải ố hết như vậy và người ta chỉ trích rằng là con đi đâu cũng có một người phụ nữ theo như vậy là không đúng giới hạnh của một người tu sĩ thì con ở đây hoàn toàn con không có điều đó nhưng tại sao con bị du cáo như thế thì đức phật mới nói rằng là đó là quả báo của ông trong nhiều đời ông đã từng du cáo cho những vị tỳ kheo khác khi ông chưa tu hoặc là trong lúc ông tu ông đã từng nói xấu người ta ông lại tự đặc biệt chuyện ra để ông nói người ta như vậy ông gây ra quan trái và đau thương người ta như vậy cho nên đời này dù bản thân ông đang tu hành rất là tốt nhưng ông không thể chối chạy được sự thị phi này ông phải trả trong một thời gian là bao nhiêu bao nhiêu gán nhẫn nhục để chịu đựng để quá giải nghiệp chướng thì mai này mọi việc sẽ chấm dứt vậy thì lời dạy của đức phật dành cho một đệ tử trong khi ngài còn tại thế vì ngài thấy rất rõ về điều đó trong thiên vị thì kheo này chưa đắc đạo vì chưa đắc đạo cho nên không nhìn được quá khứ của mình đã từng làm gì cho nên đôi khi mình giận mình quán trách thiên hạ có mắt như đuôi à tôi làm gì đâu mà thế thế đôi khi mình trách và mình nói những điều khó nghe nhưng sự thật đó là phản ánh của quả báo mình Không có ngoại lệ được Cho nên chúng ta thấy Mình nói một lời Hay là mình ứng xử một điều gì đó Phải nói là mình phải kiểm soát Trong đạo Phật dạy chúng ta kiểm soát ba nghiệp Thân, khẩu và ý Nhưng mà có thể mình kiểm soát thân được Nhưng mà khẩu và ý Thì mình rất là dễ để mình sai lầm có những khi vô tình, có những khi cố ý và có những khi do nghiệp phát tác. Có những khi con người đó, nghiệp họ phát ra cái ngôn ngữ như vậy. Miễn họ nói ra một điều gì là đau thương cho người ta lời đó. Nói ra điều gì là khó nghe điều đó. Và nói ra điều gì, điều có quan trái điều đó. Đôi khi họ không biết. Bởi vì nghiệp ràng buộc cho nên họ không biết họ nói ra những điều đó mà họ không có kiểm soát và họ nghĩ là bình thường nhưng không bình thường mọi thứ nó đều có những cái quan trái ràng buộc xuất phát từ ba nghiệp của chúng ta ý nghiệp còn chỉnh đốn được nhưng mà ra khẩu nghiệp và thân nghiệp rồi thì bắt đầu có quả báo còn trong ý thì tội từ tâm sinh do do tâm diệt nếu nghĩ ra rồi sau đó ý niệm đã được thay đổi mọi thứ chấm dứt quan trái từ đó nhưng đã nói ra rồi thì không thể hành động ra rồi thì không thể cho nên người ta nói là trong bốn điều mà không thể quay trở lại được đó, là thứ nhất là trong đó có một cái điều là lời đã nói cách đây hơn hai chục năm lúc tôi còn học ở trường trung cấp vĩnh long thì tôi có một cái người huynh đệ thì vị huynh đệ này lớn hơn tôi hai tuổi khi xuất gia thì thời điểm đó tôi ở tại trường trung cấp là năm đó tôi khoảng 17-18 tuổi Thì vị này lúc đó khoảng là 20 tuổi Thì do vị này nói chung là có phước tướng Sinh ra cũng tướng mạo đoan trang Nói thẳng ra theo cái tiếng đời gọi là đẹp trai Nhưng mà ngược lại Thì cái vị này rất là tự hào về việc đó của mình Cho nên có một cái thái độ tự kiêu vì vậy khi ứng xử với ai cũng ra cái vẻ tự kiêu như vậy hết Thì có một cái việc như vậy Lớp học ngày xưa của tôi là học Trung Tăng Ni Thì trong đó có một cô Ni lớn hơn vị này khoảng từ 7 đến 8 tuổi Tôi không nhớ chính xác lắm Nhưng mà cô này thì trái lại là không được đẹp Từ dáng dấp mọi thứ luôn khi học chung như vậy thì cô này lại là mến cái vị thầy này yêu hay không là tôi không biết thể hiện mến bằng cách là sự chăm sóc quan tâm thì vị này thì cảm thấy là không để tâm đến cái cô ni này vì vậy thái độ là không thích nhưng mà hay dùng những lời chiêu ghẹo cái chữ chiêu ghẹo những lời mà nguy hiểm nhất là hay kêu cô này bằng bà xã à. khi nói mang cái nghĩa là nói chơi cái nghĩa là vì mình không thích và người này so ra là một chiếc đũa lệch lệch vừa tuổi tác mà lệch về nhiều thứ thì người ta cứ nghĩ rằng là mình là đẹp như thế này thì không thể nào có thể đi cưới hay là đi ưng hay là có thể kết thân với một người như vậy nhưng mà vị này thì thường hay chiêu như vậy nhưng bản chất trong lòng nghĩ một trăm phần trăm mình không bao giờ bị cái này chi phối hoặc là cũng không bao giờ dính mắt và không bao giờ để tâm đâu và thông thường thì cũng hay có những cái lời cợt nhã nhưng có những lúc những lời cợt rất là đau thương thì tôi nhỏ hơn nhưng mà có những lúc tôi chia sẻ là tôi nói là không nên như vậy nhưng mà vị này mới nói rằng là đùa chơi mà nhậm gì đâu vui thôi làm gì mà cố chấp dữ vậy thì tôi cũng biết đùa nhưng mà cái cách đùa như vậy thì tôi thấy nó không phù hợp Thì mình cũng đâu có tài khôn nhiều như vậy Mình chia sẻ nhẹ nhàng thôi Thì sau khi ra trường Tôi nhớ nếu không lầm là khoảng 4 năm sau Thì tôi lại gặp cái vị này Là với vị kia họ đã cưới nhau đâu 1-2 năm trước rồi họ trở thành hai vợ chồng thật sự, tức là sau khi ra trường thời gian là hoàn tục và họ lại cưới nhau. Thì nói chung mọi người rất là ngỡ ngàng và bản thân tôi cũng ngỡ ngàng nhưng mà tôi nghĩ đó là nghiệp. Ngày trước do vị này xem thường khi dễ, trêu đùa cho nên có những cái lời lẽ mà nói là là không đúng chuẩn mực. Mà những lời lẽ đôi khi là xúc phạm Nhưng mà cô kia là do dưới cơ Thứ nhất là lớn tuổi Thứ hai là không được đẹp Mọi thứ cho nên lúc nào cũng phải cam chịu Tức là chịu đựng về điều đó Giống như là chịu đám ăn sôi vậy đó à, Cái cách là như vậy Và tôi, tôi thấy rất rõ Khi gặp lại Thì tôi biết rằng Hai người họ đã kết hôn thì lúc đó tôi hỏi là Ủa tại sao ngày xưa tôi thấy chiêu đùa và nói với tôi rằng là không có để tâm đến việc này nhưng tại sao giờ hai người lại cưới nhau thì vị này mới nói là nghiệp biết đường đâu nói thì lúc đó tôi mới nhớ cái câu là anh cứ ngỡ chuyện đùa vui tí xíu ai có ngờ đùa mãi đến điêu linh <laughs> xin thưa các vị đây là những câu chuyện thật để tôi nói với các vị để các vị thấy rằng là một lời chúng ta nói ra một thái độ chúng ta ứng xử không có gì làm mất đi tất cả mọi thứ nó đều có những cái oan trái nhưng mà chưa đến lúc chín mùi chín mùi rồi chắc chắn nó phải có lý do để giải quyết cho nên trong mọi lời đùa nhất là tình cảm chúng ta đùa là chúng ta sẽ mắc hoài đấy. Cho nên ở đây có những quan trái chúng ta không bao giờ tưởng trước, nhưng mà trong cái sự vô hình mọi thứ nó sẽ dẫn đến từ một đến nhiều đời không bao giờ mất đi. Cho nên chúng ta không thích hay là chúng ta cũng không thấy có tình cảm với một ai, nhưng chúng ta phải khéo léo ở chỗ là đừng tạo thêm quan trái có những người người ta do không thích một người cho nên người ta dùng những lời miệt thị và những thái độ hất hủi một cách rất là thương tâm. Người ta nghĩ rằng người ta không muốn, người ta không thích mà đeo đuổi, người ta mệt, người ta không có thoải mái điều đó cho nên người ta thể hiện như vậy. Nhưng mà mình đâu biết rằng sự thể hiện đó là những sự thể hiện không khôn ngoan đối với trí tuệ đạo Phật mà nhìn là không khôn ngoan. Trong cái giới tu hành cũng vậy, có những người thầy hay là những vị ni cô đi tu, vẫn có những người khác phái đeo đuổi. Và cái chuyện này chúng ta cho rằng là của người đó người tu tại sao thằng này con này lại đeo đuổi? Xin thưa, về mặt đạo đức xã hội hiện tại thế gian chúng ta nói gần như là đúng. Nhưng mà chúng ta biết rằng là trước khi người này là đi tu họ là ai? tại sao bao nhiêu thằng nó không đeo nó đeo ông này nó biết thầy chùa chả làm ăn gì được tại sao đeo à. tôi nói thật là như vậy cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rất rõ những người tu khi gặp những trường hợp như vậy nếu chúng ta có đầy đủ trí tuệ nhìn sâu và đầy đủ cái độ tĩnh lặng sâu và từ bi tâm thì chúng ta sẽ có cách ứng xử khác còn nếu chúng ta đôi khi là Người này đeo với mình nhưng mà thật sự mình không có cảm xúc, mình không có tình cảm. Cho nên mình sẵn sàng hất hủi để bảo vệ lý tưởng của mình một cách rất là mãnh liệt. Và mình cho rằng mình làm như vậy là đúng. Thì sự thật mà nói cái đúng đó của mình nó có phải thật đúng chưa? Và nếu ngược lại, mình không có nghiệp người này nhưng mà mình có nghiệp với người khác thì mình có thể chối từ hoặc là mình có thể là hất như một gào nước lạnh với những người mình không thích không thì đây là điều mà tôi nói với các vị nhìn sâu trong các vấn đề cái nào nó cũng có cái ân quán từ một đến nhiều đời chúng ta đừng đổ thừa từ một phía chúng ta đã gieo nhân chúng ta đã có một cái lý do để mọi thứ nó dẫn đến một sự quan trái mà không lối thoát này người có trí không ai cực đoan đôi khi ở đời chúng ta hay nói theo một cái xu hướng thôi cái việc đó nó diễn ra nó không hài lòng với chúng ta hay là chúng ta thấy rằng à cái việc đó nó không được đạo đức trong con đường tu hành thì đôi khi chúng ta cứ là chỉ trích và chúng ta có thể thẳng thắn phê bình nhưng mà đôi khi chúng ta không biết những ân quán mọi thứ không hề đơn giản nếu một người tu biết rằng việc đó nó sẽ là phi phạm hạnh nhưng mà biết phi phạm hạnh bảo vệ phạm hạnh bằng cách nào và làm sao để đừng lôi theo cái dòng nghiệp chướng nữa nếu một việc từ cái tình thương mà chúng ta chưa đủ cái duyên để quá giải thì khi biến thành thù chúng ta khó quá giải vô cùng nếu một người có trí hãy quá giải từ lúc mà tình thương Nó sẽ nhẹ hơn gấp 100 000 lần khi nó biến lại trở thành thù Các vị khi thành thù các vị sẽ trả giá nặng hơn điều đó Cho nên đây là điều khi người học Phật gặp phải các vấn đề thử thách mọi thứ chúng ta phải làm gì một câu chuyện thật mà vào đầu thế kỷ thứ 19 chúng ta từng được biết ở đồng nai vào thời điểm đó đồng nai là cái dùng biên hòa gia định rồi đó thì có một cái việc như thế này đó là một vị hòa thượng tên là thiệt thành liễu đạt hiệu là liên hoa nói chung là một cái người tu rất là chân chính miên mật và lại là tài trí cho nên được vua Gia Long đề cử ra làm tăng can chùa Thiên Mụ vào đầu thế kỷ thứ 19. Thì khi ra làm tăng can chùa Thiên Mụ thì xem như là một cái quốc sư ở vùng Đàn Trong hay là vùng miền Nam là dường như là Ngài là người duy nhất. Thì khi ra làm tăng can chùa Thiên Mụ thì ngài là pháp sư cho nên đi giảng kinh thuyết pháp ở trong cung đình vì vậy có rất nhiều người trong cung đình quy y kính ngưỡng theo ngài và làm đệ tử thì trong đó hoàng cô là em của vua nguyễn quốc ánh hay gọi là vua gia long là cô của vua minh mạng là lúc đó vị này quy y với hòa thượng thiệt thành liễu đạt có cái pháp danh là tế minh và thọ bồ tát giới vì trước kia cô này cũng là người có tu hành do mến mộ tài đức của một vị hòa thượng mà người đó là bổn sư của mình nữa nhưng mà không biết lý do gì sao cô này từ nhỏ đến tới lớn chưa lập gia đình và giống như là theo con đường phật đạo nhưng đến giai đoạn đó lại yêu một vị hòa thượng là thầy mình mà với cái thân phận là hoàng cô, hoàng thân quốc thích ở trong triều nhà Nguyễn với gia trò không hề nhỏ. Thì cái vị Thiệt Thành này nè cảm thấy là không ổn. Nhưng mà chưa có thể rời bỏ kinh thành trong giai đoạn này. Thì nhân cái lúc mà ở chùa Từ Ân, thầy bổn sư của mình tịch cho nên là xin với vua để về thọ tang thầy thì nhân cái cơ hội đó rời khỏi kinh thành và có ý định là quyết lòng từ bỏ chốn kinh thành để cách xa với vị hoàng cô này. thì uh, trong cái giai đoạn mà về chịu tang và thay thầy mình trong coi chùa Từ Ân, thì được tin tổng trấn gia đình đó, cho hay rằng là hoàng cô theo ý chỉ của lệnh vua để vào trong nam. Và trong đó có đến chùa Từ Ân để cúng dường Thì uh, Hòa Thượng Liên Hoa này biết là Vị Hoàng Cô này một công hai chuyện Vừa mục đích cúng dường Mà mục đích là Là vì quá thương nhớ Hòa Thượng này cho nên là Tạo cái cơ hội để gặp gỡ Thì vị này không nói không rằng trong đêm đã trốn khỏi chùa Từ Ân Đi đến một chùa khác mà theo sử ghi đó là cái dùng biên hòa cù lao tràm gì đó tại chùa Đại Giác là đến đó để giống như trốn. Khi hoàng cô đến nơi cúng dường mà không thấy hòa thượng thiệt thành ở đâu. Thì khi đó hỏi mọi vị ở trong chùa, ở trong chùa cũng không ai nói. Thì sau đó tại chùa đó hoàng cô lâm trọng bệnh. Thì mọi người biết rất rõ là hoàng cô lâm trọng bệnh là vì vào đây mà không gặp được thầy mình tức là hòa thượng thiệt thành cuối cùng mọi người sợ việc không ổn xảy ra cho nên mới nói thật rằng là hòa thượng liễu đạt đó, thiệt thành liễu đạt đó đã đi đến nhập thất 2 năm ở chùa đại giác thì hoàng cô báo ngay với tổng trấn gia định là sắp xếp cho hoàng cô phải được đến cúng dường chùa đại giác <laughs> mà các vị biết rằng đó là đi với một cái thanh thế rất lớn mà không hề đơn giản thì hòa thượng liên qua lúc đó đó là đã nhập thất rồi tức là hòa thượng, thượng thiệt thành liễu rạc là đã nhập một cái thất biệt ở phía sau chùa thì khi đến đó cúng dường thì được biết rất rõ là thầy mình đã nhập thất cũng không thể gặp thì hoàng cô mới đến tới nơi thất để xin được gặp thầy một lần và một lần cuối cùng để trở về quế về kinh thành thì hòa thượng vẫn không trả lời vẫn không nói không rằng nan nỉ mấy ngày vẫn không được và cuối cùng hoàng cô nói là nếu không con sẽ quỳ đây cho đến chết thì bất đắc dĩ thì lúc đó hoàng cô mới nói là bây giờ nếu con không gặp được mặt thầy thì thầy hãy đưa bàn tay ra con thấy cũng được uhm. thì khi mà vị hòa thượng bất đắc dĩ mới nhân thất nó có cái chỗ mà lỗ mà để để lấy cơm á thì nhân cái đó hòa thượng đưa bàn tay ra thì hoàng cô nhân thấy cái bàn tay của hòa thượng mới ôm lấy và mới để lên mặt mình và khóc nức nở và nghĩ rằng là mọi việc như vậy cũng là thỏa lòng nhớ nhung Sau đó thì có ý định là xong rồi là sẽ trở về Nhưng mà trong đêm đó Thì cái thất của Hòa Thượng Thiệt Thành Liễu Đạt đã bốc cháy Và khi mà ở chùa ra để mà dập lửa đó Thì lúc đó là cháy đã rụi rồi và thân xác của hòa thượng cũng đã cháy theo và đã chết trong cái cái đám cháy đó thì ở đây người ta được biết rằng là hòa thượng đã tự quả thiêu hoàng cô rất đau khổ và hối hận cho cái việc đó cho nên là ở đó lo đám tang của thầy xong thì hai ngày sau hoàng cô uống thuốc độc ở phía sau chùa và chết thì sau khi hoàng cô chết rồi thì cái việc ở trong chùa là như thế này người ta lập long vị để thờ thì hòa thượng là người tu cho nên lập long vị ở bàn của người xuất gia hoàng cô là người cư sĩ cho nên là lập cái long vị thờ ở cái nơi mà dành cho nam nữ cư sĩ nhưng mà có một điều là người ta không biết kể từ khi mà lập cái long vị thờ như vậy là chùa xảy ra lộn xộn tăng chúng ở không yên cuối cùng có một vị hòa thượng nào đó đã hiểu được việc đó Mới mang cái lông vị của Hoàng Cô... Để cập bên lông vị của Hòa Thượng Thiệt Thành Liễu Đạt... Thì chùa mới được bình an. Thì đây là một câu chuyện mà... Chuyện thật... Sử Phật giáo hay là sử đời... Cũng đều có ghi. Câu chuyện không quá xa với chúng ta. Nhưng mà ở đây cho chúng ta một bài học. Chắc chắn rằng... Nó phải có ân quán như thế nào trong nhiều kiếp để dẫn đến một vấn đề như vậy nhưng mà cách ứng xử của hòa thượng cũng cho chúng ta một bài học có thể hòa thượng cảm thấy rằng nếu mình kéo dài sẽ làm đau khổ cho mình và đau khổ cho hoàng cô vì muốn bảo vệ bản thân trọn vẹn cho con đường tu hành đồng thời cũng không muốn làm khổ đau và quan trái này kéo dài mà không đi đến đâu như thế cho nên tôi nghĩ hòa thượng vì vấn đề đạo vì sự trong sạch của bản thân và không muốn kéo dài quan trái cho nên đã đủ bản lĩnh tự thiêu nhưng mà hòa thượng không lường được một điều là hòa thượng thiêu thì người này lại uống thuốc độc tự sát nếu tôi nghĩ hòa thượng biết được điều đó xảy ra chắc chắn hòa thượng sẽ sẽ không làm thì ở đây chúng ta rút được một cái bài học khi nghiệp ràng buộc chúng ta rất khó để trốn chạy điều quan trọng là làm sao để giải quyết được các vấn đề ở đây nó đòi hỏi đạo lực phước đức và trí tuệ của một con người ứng xử bài học của các bậc tiền bối cao siêu đức độ nhưng mà nó cũng có những cái mặt hạn chế mà chúng ta cần suy gẫm bởi vì thật ra mà nói có những vấn đề không ai có thể trọn vẹn được đôi đường mà đủ bản lĩnh làm như cái việc của hòa thượng như vậy cũng không phải là chuyện bình thường phải nói là đạo lực cao thâm mới có thể làm được như vậy nhưng đôi khi chúng ta làm theo dạng như vậy thì vấn đề có giải quyết được tốt hơn không đây là cái việc chúng ta nên để ý bởi vì sau khi hòa thượng tịch rồi thì việc còn lại không còn là việc của Hòa Thượng nữa Có phải vậy không? Nhưng mà việc còn lại tốt hơn hay là tồi tệ hơn lại là một vấn đề Vậy thì cái kết thúc của Hoàng Cô như vậy là tồi tệ hơn hay tốt hơn? Thì việc kết thúc như vậy chúng ta thấy một cái việc là tồi tệ hơn Phía trước quá đẹp Tức là sau khi Ngài đã thị tịch cuộc đời của Ngài trọn vẹn đẹp vô cùng nhưng mà rồi sau khi cái chết còn lại là một vấn đề của người khác lãnh đủ nhưng chắc chắn rằng nó phải có những sự dính líu ít nhiều điều này không khác hơn được cho nên tổ đức đã từng dạy quan trái nên giải không nên nên kết mặc dầu không nên kết nhưng giải như thế nào để có hậu giải như thế nào để tốt mọi vấn đề tôi không muốn dài dòng vì câu chuyện ngọc lâm quốc sư là một cái cách giải quyết mà chúng ta cũng là cần để ý nhưng mà tôi không đề cập vào trong đây nữa bởi vì nhiều cái tình tiết phức tạp lắm trở lại vấn đề thì làm sao để giải quyết được ân quán này mỗi cái điều xảy ra ví dụ bây giờ chúng ta nhìn tiêu cực chúng ta nói rằng tại hoàng cô có phải không một người phật tử một người cư sĩ lại không giữ cái đạo đức Và không giữ mọi thứ của mình để như vậy Mình nói như vậy thật ra Thì đôi khi Về mặt cái nhìn thực tế là Cũng đúng nhưng mà Nó có cai nghiệt quá không Chứ hơn nữa thân phận của một hoàng cô Không hề đơn giản Nhưng tại sao có thể là Giữ thân phận mình Từ khi nhỏ cho đến lớn Đến giây phút này lại rơi vào một cái tình huống dở khóc dở cười mình cũng phải biết tự trọng chứ dĩ nhiên hoàng cô phải là một người có bản lĩnh và đạo đức không hề đơn giản nhất là trong triều đình phong kiến nữa nhưng mà tại sao cái việc đó nó xảy ra trớ trêu như vậy không ai muốn hoàng cô trước đó có muốn đâu có suy nghĩ đâu nhưng mà trong cuộc đời chúng ta phải thấy rằng quan trái nó rất là vô hình chừng nào chúng ta giác ngộ chúng ta mới thấy rõ cái đường đi của quan trái không hề đơn giản trong một bài giảng lâu rồi tôi có nói với các vị trong một cái trường hợp là cái tai nạn đụng xe đó nó không phải là ngẫu nhiên hay là do tài xế vô ý hay là tài xế uống rượu tài xế ngủ gục hay là do khung đường đó nó quá nguy hiểm điều đó tất cả chỉ là lý do nhưng mà ân quán nó là như vậy Cái duyên nó là như vậy Đến giờ phút đó là như vậy Không sớm không trễ Dù một giây Khi trong cái giai đoạn nó đến Với nhau chúng ta không có biết Chúng ta chỉ biết là ngay cái Nó xảy ra đang là mà thôi Cho nên chúng ta giải quyết Cái vấn đề đang là đó Còn cả một giây mơ rễ má Của một quá trình sự thật Phải nói người có trí Thì sẽ thấy rất rõ Không hề đơn giản Vậy thì nếu mà nhìn về góc độ của Phật học Chúng ta là người học tu Chúng ta nhìn vấn đề này Và giải quyết như thế nào Để đem lại cho nó Tương đối dạng đôi đường Hoặc là nó có hậu cho các vấn đề Bệnh tật Tai nạn quan trái Tình cảm Làm ăn thành bại Tất cả mọi thứ Nó đều có những lý do của nó Đều có những cái vô hình của nó Chi phối xung quanh trong thân phận của bất cứ một con người nào hiện hữu trên cuộc đời. Nếu chúng ta chưa giác ngộ giải thoát, thì chúng ta phải bị ràng buộc trong các vấn đề này. Nhưng mà người có giác ngộ giải thoát, nhưng mà còn mang thân ngũ quẩn. Hồi sáng các vị học, Thượng Tòa Thiện Quý có dạy cho các vị cái nhìn về thân ngũ quẩn đó. Thì nếu còn sanh thân này, còn thân ngũ quẩn này, thì còn phải giải quyết các vấn đề dư báo. Dù Đức Phật cũng không ngoại lệ, nhưng Giải quyết các vấn đề dư báo như Đức Phật Thì có cũng như không Quá là nhẹ nhàng Quá là bình thường Các vị nhớ Trong cuộc đời của Đức Phật Có lần Đức Phật Bị đói và phải ăn lúa ngựa Đây là câu chuyện trong kinh ghi lại Một thời đó Đức Phật Ở tại một cái chú xứ Tỳ Lan Nhã Để ăn cư kiết hạ Cùng với 500 vị tỳ kheo nhưng mà chẳng may vào thời điểm đó chú xứ đó lại mất mùa mọi người đói kém vì vậy chư tăng trong giai đoạn nhập hạ ở đó đã bị đói nhiều ngày không có gì ăn một kiền liên sốn sang cho cái việc mà đói của đức phật cho nên là có thưa với đức phật rằng bạch đức thế tôn con dùng thần thông để đi đến một chú xứ khác để con xin ít lương thực về đây để cho đức thế tôn cũng như là tăng đoàn ăn lễ lót dạ để tạm vượt qua giai đoạn đói đức phật mới nói rằng này một kiền liên ông có thể làm được việc đó nhưng mà nhân duyên quả báo tốt nghiệp cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu hãy nhẫn nhục mà vượt qua đây là một lời dạy của đức phật trong kinh để Đức Phật quá giải các vấn đề nghiệp chướng Hay là những quan trái đã từng có trong quá khứ Đã diễn ra trong cuộc đời Ngài cũng như Tăng Đoàn Đức Phật lúc đó, Đức Phật không dùng bùa chú để giải quyết vấn đề Đức Phật cũng không trốn trại để giải quyết vấn đề Cũng không dùng thần thông để giải quyết vấn đề Mà Đức Phật chỉ khuyến khích rằng Nên nhẫn nhục để vượt qua Để giải quyết được nghiệp chướng Đây là câu nói của Đức Thế Tôn Mà chúng ta cần phải học hỏi và ứng dụng được điều gì không hề đơn giản cho nên việc của các vị chối bỏ các vấn đề mà nó xảy ra mà chúng ta cho rằng là phiền toái mệt mỏi đau khổ oán giận đây là những điều mà chúng ta thường khi là muốn chối bỏ muốn quăng ném nó đi muốn sớm kết thúc đi thậm chí có những người nói chán quá không có thể chấp nhận nổi, tự tử chết cho rồi, thế thế. Nhưng các vị chắc rằng các vị tự tử thì mọi việc kết thúc không? Cho các vị có thể uống thuốc độc tự tử và các vị nghĩ rằng là việc đó nó chấm dứt tới đó, nó chấm dứt trong cái sanh thân của các vị đang là, nhưng chắc chắn rằng ân quán giang hồ này nó không tha cho các vị trong những kiếp lái sinh. Một trăm phần trăm là như vậy Trừ ra sao tự tử, tử các vị thành Phật Hoặc là giảng sanh cực lạc Có ai sao tự tử, tử thành Phật không? Có ai sau khi tự tử, tử đắc A-la-hán không? Và có ai sau khi tự tử, tử giảng sanh Tây Phương không? Nếu không thì ân quán giang hồ không tha các vị Nó dẫn theo các vị như bóng theo hình Dù các vị có bỏ thân mạng này tại kiếp đời này Vậy thì Đức Phật khi gặp đói Đức Phật nó chán quá bỏ dùng này để đi dùng khác không Tại sao Đức Phật phải chấp nhận điều đó Và sau cùng là Ngài phải ăn lúa ngựa Vì Ngài biết rằng là Hãy trải qua những điều này Thứ nhất để thử về đạo lực Thứ hai Nghiệp phát tác Trong một cái thời điểm chín mùi của nó Không có cách nào khác hơn được Các vị thấy rằng Khi vua Tỳ Lưu Ly Tấn công và sang bằng thành ca tỳ la vệ một kiền liên đã dùng thần thông bốc 500 người dòng họ thích bỏ vào cái bát của mình đưa lên tới cung trời sau khi trận chiến xong ngài mới đem cái bát xuống mở ra vậy thì các vị thấy rằng dùng thần thông giải quyết được vấn đề không vậy thì 500 người này có ân quán với tỳ lũ ly là phải trả dù là được dùng thần thông để bỏ vào trong bát đã đưa lên cung trời thì cuối cùng cũng trở thành bát máu. Vậy thì cái này các vị thấy rằng nghiệp đã đeo mang thì Đức Phật dạy đầu tiên là hãy nhẫn nhục để giải quyết. Các vị phải học cái này. Đau khổ là chuyện đang diễn ra đó, khổ lắm đó, ông chồng làm tôi khổ, bà vợ làm tôi khổ, đứa con làm tôi khổ, cái thằng bạn mất nết nào đó làm tôi khổ. Nhưng mà sự thật rằng có kêu trời đánh nó trời đánh không? Có chù cho mày chết Nó chết không Đem danh sách đến chùa kỳ siêu cho nó chết dùm Được không Không Vậy thì lúc đó các vị có gặp Phật ơi đau khổ quá Con không biết làm sao Con không gỡ ra được Thì Đức Phật nếu còn tại thế Đức Phật sẽ nói chúng ta điều gì Thay Phật trả lời giỏi đức phật cũng nói rằng con ơi hãy nhẫn nhục để giải quyết vấn đề này các vị nên nhớ là như vậy vì vậy cho nên tổ đức mới nói một câu là nhẫn 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 trái chủ quan gia tùng thủy tận tức là hãy nhẫn nhịn đi tất cả những quan gia trái chủ nó phải đều bắt đầu để mà chấm dứt cho nên các vị thấy càng giận các vấn đề đó Càng nghĩ ác tâm với các vấn đề đó Càng muốn xô đẩy nó ra Thì các vị càng tồi tệ và phức tạp hơn Cái này các vị tự kinh nghiệm rồi đó Các vị càng phẫn quốc chừng nào Càng khó chịu chừng nào Càng muốn việc này là nó nó đừng xảy ra với mình Thì các vị lại không có lối thoát Và các vị cảm thấy rằng Mình sẽ gục ngã trong cái đau thương đó Càng muốn chống trả Càng muốn chối bỏ thì lại càng bích lối càng không có hướng đi vậy thì làm gì để có hướng đi đây là việc các vị nên nhớ cho nên tôi nói với các vị bệnh tật thất bại ân quán tình thù tất cả những thị phi những sự chỉ trích hay là quan trái trong mọi thứ chúng ta phải chịu một phần trách nhiệm trong đó đầu tiên nếu chúng ta là người có học có tu Đầu tiên chúng ta phải nhận một phần trách nhiệm trong đó, chúng ta sẽ thấy nhẹ hơn. Tại vì đa phần khi xảy ra chúng ta đổ thừa là tại nó chứ không phải tại mình. Tại hoàn cảnh chứ không phải tại mình. Tại thằng đó, tại con đó, tại bà đó, tại hoàn cảnh đó chứ không phải là tại tôi. Tại sao bắt tôi phải chịu? Và đôi khi mình cảm thấy mình thiệt thòi. Cho nên tôi nói với các vị, giải quyết được vấn đề này hãy một phần chịu thiệt thòi về mình một chút chịu thiệt thòi đồng nghĩa với là mình đã trả trong đó mình đã chấp nhận về nó và vì vậy bắt đầu trả bắt đầu chấp nhận thì nó bắt đầu mở lối cho mình đi vậy thì nhẫn nhục là cái đầu tiên để chúng ta có thể kiềm chế mình để giải quyết các vấn đề nhưng mà chưa phải là dừng tới đó việc thứ hai nữa là sám hối là một trong những giải pháp vô cùng quan trọng nó không dính dáng gì đến việc này một cái việc sám hối nghiệp chướng của chúng ta so với việc thực tại của chúng ta đau thương mọi thứ dường như hai cái nó không ăn nhập gì với nhau nhưng các vị nếu có lòng tin về phật pháp thì hãy tin rằng những điều diễn ra quan trái khổ đau đó chắc chắn rằng con đã có tham gia với nó ít nhiều từ một đến nhiều đời vì vậy con phải tự nhận Cái phần lỗi của con vào trong đó Để con thành tâm sám hối Và sám hối luôn cho những người gây ra ân quán Đừng có giận hờn họ Đừng có chỉ trích họ Đừng có ghét họ Bởi vì các vị càng giận càng thù Càng muốn loại trừ Ân quán của các vị càng sâu Và càng rất khó để giải quyết Cho nên điều đầu tiên sau khi nhẫn nhịn rồi các vị thành tâm sám hối con với người đó Kẻ thù hay gì không cần biết Đều có lý do Và con xin nguyện sám hối Và con sám hối luôn Trong ân quán tình thù giữa con và người đó Hãy hết lòng thành tâm như vậy Thì các vị có khả năng Để mà Thấy các vấn đề nó được tích cực hơn Tôi nhớ Hòa Thượng Quyền Diệu có dạy chúng ta Hòa Thượng từng nói là Có những người Hòa Thượng có chọc ông chọc cha gì nó đâu mà tự nhiên nó chửi hòa thượng hoài và nó hay á, nói những điều khó nghe với hòa thượng hoài thì hòa thượng mới lấy cái cái tên tuổi hay là cái hình của nó đem ra hòa hòa thượng cấm nhang hòa thượng lại hòa thượng không có giận mà hòa thượng nói rằng là từ vô lượng kiếp gì đó tôi với cái cái ông này hay là bà này gì đó có gieo quan trái gì gì đó Hồi trước phật rồi hòa thượng cứ lại hoài thì chúng ta có cảm giác giống như lại chùa ẻo cho mày chết, đúng không? Nhưng mà Hòa Thượng không có ý đó. Hòa Thượng đem ra để như một hình ảnh đối tượng chứng minh. Rồi lại Phật để mà ân quán giữa mình và người đó, đem tên tuổi người đó ra đọc hoài. Là con gây tạo điều gì đó, hôm nay con lại, con sám hối, con thế thế thế. Hòa Thượng nói sau một thời gian dài khi gặp lại, tự nhiên người đó rất là quý mến và thương yêu Hòa Thượng mà không biết lý do vì đâu. Thì ở đây Hòa Thượng cho chúng ta một bài học Mà chúng ta thấy nó rất là rõ ràng Tôi tin lời Hòa Thượng nói Vì điều đó tôi cảm thấy là thật Với những người làm phiền khổ mình Mình càng chỉ trích mắng nhiếc Và càng muốn chối bỏ nó Thì nó lại càng đeo bám mình Và càng làm đau khổ mình Nhưng mà khi mình thành tâm Mình sám hối Và mình chấp nhận để mình trả dai các vấn đề Thì có thể thay vì trả mười Mình cũng thấy tiếc rẻ đó nhưng mà mình lại trả chừng năm sáu là có thể giải quyết xong cho nên các vị nên nhớ rằng trong cái việc nhẫn nhịn sám hối và tu tạo công đức lành mình cúng dường bố thí làm phước cũng nhớ đem cái quan trái tên tuổi người đó kèm vô đừng có giận nó rồi cuối cùng cầu cho mình mà không cầu cho nó cầu bình an cho mình mày chết đâu chết hắc đâu rồi mày làm khổ tao cho nên mày không có trong danh sách này không được nó khổ là nó lôi mình chết theo chắc chắn là như vậy nó khổ là nó lôi mình chết theo vì vậy nó phải được hạnh phúc thì mình mới thở được cho nên những người gây đau khổ mình hãy cầu cho nó được hạnh phúc và bình an cho nó đã đủ ác tâm và nó đủ cái đau đớn của nó mà nó làm khổ mình rồi mà mình cầu cho nó khổ luôn nữa là nó chẳng khác nào giống như một người chết đuối mà nó lôi theo một người đang biết lỗi và người đó cũng chết theo luôn vì vậy mình phải cứu nó như thế nào để mà nó cùng hợp tác với mình chứ không phải là nó chết nó kéo theo mình cùng hợp tác để để cùng sống cho nên các vị thấy rằng oan trái mọi thứ nó đều có dính líu với mình có thể đời này có thể nhiều đời tôi nói vậy không mang cái nghĩa là để dung túng những người gây oan trái cho mình mà chúng ta phải thông minh để mà ứng xử như thế nào hợp tình hợp lý trong rất nhiều trường hợp mà cuộc đời các vị đang và sẽ trải qua và các vị đã lấy kinh nghiệm cho một cái thời mà trong quá khứ các vị đã vốn có cho nên có những điều xảy ra bất như ý đừng vội phàn nàn bất nhẫn khó chịu đau khổ đùng đẩy đừng vội như vậy mà hãy ngồi yên quán chiếu bằng tư duy để cởi mở cái tâm đầy đủ từ bi bao dung và độ lượng các vị đủ độ lượng các vị mới có thể nhẫn nhục được mới có thể dung chứa một vấn đề bất như ý các vị nhỏ hẹp tâm hồn thì các vị không giải quyết được đâu giống như ban đầu anh đó vì tâm hồn nhỏ cho nên để giải quyết vấn đề theo đường cùng và theo lối như giang hồ thật ra mà nói không đủ từ bi bao dung và độ lượng rất khó để suy nghĩ được một vấn đề tích cực cho nên các vị là những người phật tử thì dù thế nào đi chăng nữa ta cũng là người phàm mắc thịt ta cũng là người sống trong cuộc đời với những nhu cầu trong xã hội đang là không có ngoại lệ thì mọi chuyện vui buồn khổ lụy gì đó Đều có lý do để xảy ra Thì người con Phật khi học đạo rồi Tăng cho mình những cái đạo lực Về nhẫn nhục Về từ bi Về đức hy sinh Về mọi thứ Để chúng ta góp phần giải quyết các vấn đề Các vị Bồ Tát còn phải chịu những hàm quan cho bản thân mình để chúng sinh được thoát tội tội để an lành. Vì vậy, ở đây Người đời thông thường người ta hay đổ quán và đổ tội cho người khác Người khác không có thì họ dựng lên Hoặc là có ít họ dựng thêm cho nhiều Để phải đẩy cho người đó phải giàu quan trái khổ đau Nhưng chính vì người này cũng nghĩ vậy Người khác cũng nghĩ vậy Và cuối cùng trong một cái cộng đồng Chúng ta đều tìm đủ cách để đẩy người khác vào quan trái khổ đau Cho nên không ai được hạnh phúc thật sự Người con Phật phải thấu hiểu được vấn đề này Ta học Phật ta khác hơn một người Ở chỗ là đạo đức và trí tuệ của Phật dạy Không phải là sòng phẳng với cuộc đời Cuộc đời có thể đối với Đức Phật như thế nào không quan trọng Nhưng mà bản thân Ngài vẫn yêu thương Vẫn sẵn sàng tha thứ và bao dung Trường hợp đối với Đề Bà Đạt Đa xảy ra Đức Phật chưa bao giờ lưu ở trong đầu Một cái hành động nào về tội ác của Đề Bà Đạt Đa đối với Đức Phật cả cho đến khi một lời cuối cùng đề bà đạt đã hối hận mới nói với đức thế tôn là con cả đời đã làm đau khổ đức thế tôn hôm nay con quá hối hận rồi đức thế tôn hãy tha thứ cho con đức phật nói sao ta không nhớ điều gì cả nếu mà đối với chúng ta thì sao hả chúng ta lúc đó đem cả một cuộc đời mày gây ra cho tao tao kể cho mày nghe có phải không? Kể cho hả dạ mà Cho khi trước mày chết tao cũng phải hả dạ à. Xin thưa các vị Giữa ta và Đức Thế Tôn còn cách nhau xa lắm Nhưng mà hãy học đạo lý Để mà ứng dụng trong cuộc đời Để làm tốt hơn Tôi không nói với các vị là để các vị chịu thiệt thòi Nhưng không có chấp nhận thiệt thòi Là không giải quyết được vấn đề Cộng trừ nhân chia theo dạng sòng phẳng Bằng cái nhìn của Phàm Phu Phải thì thôi sự thật rằng cũng hợp lý đó nhưng mà có những vấn đề không phải dùng phải thì thôi là nó thôi đâu các vị tôi nhớ có một câu chuyện nói ra một mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu trong một cái quyển là dòng đời bất tận của thượng tọa trí siêu tôi thấy rất là hay mà tôi muốn chia sẻ với các vị và đây là một câu chuyện rất là lý thú thì các vị xưa nay đều biết cái mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu rồi có phải không là điều dường như là nó không có đoạn kết nhưng mà trong cái dòng lẫn quẩn này nó có xảy ra một tình huống thế này thì cũng vẫn là mẹ chồng nàng dâu có sự mâu thuẫn mẹ chồng không hài lòng về con dâu của mình và con dâu cũng không hài lòng về mẹ chồng và người con trai là người chồng đồng thời là người con đứng giữa lãnh đủ về hai phương diện này rất là đau khổ. thì cái sự mâu thuẫn của mẹ chồng nàng dâu dâng lên lớn đến đỉnh điểm thì ác tâm bắt đầu xảy ra. người con dâu bắt đầu tìm cách để mà hãm hại mẹ mình bằng cách là hạ độc thủ. thì người con dâu này mới đi đến một vị thầy thuốc giỏi và kể ra những cái tội ác của bà mẹ chồng làm khổ cô thế nào trong suốt thời gian dài như vậy nỗi hận ở trong lòng không nguôi và bây giờ á, là chỉ có điều này là bà phải chết mới giải quyết được vấn đề ông thầy thuốc nghe hết cái câu chuyện đó thì ông thầy thuốc mới nói là vậy thì bây giờ cô muốn cái thế nào thì á, bà này mới nói rằng là tôi muốn ông cho thuốc độc như thế nào để mà tôi về tôi hạ độc bà chết chết từ từ chứ không phải là do tôi gây ra đó thì ông thầy thuốc ông chấp nhận ông làm thì ông làm cái món thuốc đó Nhưng mà ông có dặn cái cô này Cái là nàng dâu này Thì trước sau gì bà này cũng phải chết vì thuốc này Cho nên kể từ hôm nay tôi yêu cầu cô Hãy về đối xử tốt với bà Hãy răng sóc cho bà Giờ ăn, giờ ngủ Giặt mùng, giặt chiếu Tất cả mọi thứ Nhường nhịn nhẹ nhàng Bởi vì trước sau bà cũng chết à. Cho nên bà yên tâm à, Tôi bỏ độc này rất là khéo không ai nghi kỵ bà đâu. thế thế thành ra là về nên như vậy. thì sau khi cô này lãnh cái gói thuốc độc đó về thì mỗi một bữa ăn là sẽ bỏ vào trong canh trong đồ kho trong gì bao nhiêu 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 liều lượng ông chỉ hết. rồi cô này nói là được tôi sẽ làm y như lời ông dặn. ngược lại cô này thay đổi tánh hoàn toàn. mẹ có chửi gì không nói, mẹ có nói gì cũng không rằng là lúc nào cũng hầu hạ lo tất cả mọi thứ cho bà. Thì lúc đó cái bà mẹ chồng cảm động quá Mới nói con dâu mình nó, nó giống bài trần lửa Mà sao bây giờ nó lại dễ thương, nó hiền, nó săn sóc như vậy Cái tự nhiên bà già chồng đổi tánh Bắt đầu bà già chồng mới thấy thương con dâu Lúc đó bắt đầu mới nhường con dâu Mới dành lại cho con dâu Thay vì con dâu dành cho mẹ một món này ngon Bà ăn phân nửa thôi Con ăn phân nửa <laughs> Nè mà nó dám ăn không? Đem à. đổ hết chứ đâu dám ăn à, Ăn chết sao? À. Rồi á à, Mền mùng giặt vũ mọi thứ nhà cửa lo chu đáo cho mẹ Bắt đầu bà mẹ bà thay đổi hoàn toàn Bà săn sóc bà quan tâm thậm chí bà nói con dâu kế thừa tài sản Bà chỉ ra à, mẹ sẽ để dành này cho con Rồi mai này cho cháu tất cả mọi thứ Một thời gian cái tự nhiên bà già bà cảm quá được con dâu con dâu mới thấy ủa sao mẹ mình dễ thương quá vậy à. thì khi mà thấy mẹ mình dễ thương và thương mẹ và không muốn mẹ chết thì lúc đó nhớ trực lại chết mộ mình đã bỏ thuốc độc bả thời gian rồi bả sắp chết rồi à. thì bà này bả mới chạy lại với ông thầy thuốc bả năn nỉ chết rồi ông ơi tôi đã hại mẹ tôi rồi trong khi mẹ tốt tốt vậy vậy, vậy kể hết cho ông thầy thuốc bây giờ làm sao ông có cái thuốc gì để ông cho để tôi mà giải độc cho mẹ tôi à. À. Thế ông thầy thuốc để cho bà này nói hết, bây giờ mẹ tôi như thế này, ông ơi tự nhiên bà mẹ tôi dễ thương lắm, mẹ mà tôi chết tôi hối hận cả đời, thế này thế kia thế đó, nói hết ra những điều mà ruột gan gì tuôn hết trong thầy thuốc. Thì lúc đó ông thầy thuốc mới nói rằng là thật ra tôi cho thuốc cô về để cho bà đó là thuốc bổ. và ông thầy thuốc mới nói rằng là mấu chốt từ đâu phải từ mình không mình cũng khó chịu mình cũng thế này thế kia mới dẫn đến quan trái đó nếu người nào cũng biết kiềm chế lại mình biết nhẫn nhục biết tha thứ biết nhịn nhường và biết quan tâm đến một người cùng chung sống trong quyết thống mọi thứ người này quan tâm người kia người kia cảm động quan tâm người nọ làm gì có ân quán xảy ra vậy thì tất cả mọi ân quán có phải xuất phát cơ bản nhất từ mình không và vì vậy quan trái từ mình thì cũng phải từ mình mà Vì quá giải Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các vị trong buổi nói chuyện này Trong cái bài giảng ân quán từ nơi mình Đây là một bài giảng gửi gắm thật sự đến với tất cả các vị Không phải là một bài nói để vui Cũng không phải là một cái bài để cho qua chuyện mà phải nói rằng ứng dụng thật giữa cuộc đời khi rất nhiều điều phức tạp khi nhiều điều phi đạo đức khi nhiều điều quan trái diễn ra thì hãy làm như thế nào phải nhẫn nhục hơn bao dung hơn độ lượng hơn có trí tuệ hơn nhưng đồng thời bản lĩnh hơn để có thể giải quyết được các vấn đề cho nên tôi nhớ cái lời dặn của hòa thượng huệ đăng Ngài hay dạy học trò của Ngài Hãy gán trao rèn năm cái tâm Hy sinh siêng năng Nhẫn nhục Chân thật Và tình thương Hãy ráng trao rèn năm cái tâm này Nơi mỗi con người Thì chúng ta sẽ làm tốt được cho mình Tốt được nơi mình sống Và góp phần cải thiện mọi vấn đề rất tốt Tôi mong rằng những bài học thiết thực từ Phật Pháp Giúp người cư sĩ Phật tử chúng ta Trang bị cho mình một hành trang tương đối tốt để giúp mình cải hóa các vấn đề từ cuộc sống, bản thân và tâm hồn, mọi việc được nhẹ nhàng và tốt đẹp. Chúc các vị luôn hạnh phúc và an lạc. A di đà phật. Long bộ bổn sư thích ca mâu ni phật buổi giảng chiều hôm nay đến đây xin được khép lại. Ở thay mặt quý hành giả chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa cung thỉnh thượng tọa cũng như hội nghị hội chúng ta khởi thân hồi hướng. <laughs>